Thực hiện chương trình công tác chiều ngày 8 tháng 9, đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Dương về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 8 tháng năm 2021. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lê Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và một số phòng ban của huyện. 8 tháng năm 2021, dù gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, Đảng ủy xã Tân Dương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19. Đạt một số kết quả quan trọng, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Kinh tế của xã tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển, sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất bình quân đạt 60 tạ một hecta. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đảng ủy xã lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ, đảng viên và nhân dân, cán bộ công chức luôn tập trung cao trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và huyện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra đã có nhiều ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, định hướng các nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới như cần quan tâm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, công tác thu ngân sách, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho rằng thời gian qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban dân xã Tân Dương đối với nhiệm vụ đã đề ra đã có những bước chặt chẽ kịp thời, nhiều nhiệm vụ chính trị đã đạt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên đã có nhiều những hạn chế tồn tại, đòi hỏi Ban chấp hành Đảng bộ xã cần tập trung khắc phục, phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và huyện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Thép đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy xã Tân Dương đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy xã Tân Dương cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất, tập trung cao trong công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quy hoạch xây dựng xã trở thành phường khi Thủy Nguyên đã trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Quan tâm công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, chú trọng công tác tổ chức, công tác quy hoạch cán bộ, chủ động phát huy nội lực, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021.